vâng, chào mừng tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Lò Cá Lồng Tháp. Lò Cá Lồng Tháp rất vui được gặp lại mọi người. Thời điểm hiện tại thì cũng có rất là nhiều quý khách ở trên tổ quốc đã luôn theo dõi kênh, như là đăng ký ủng hộ và đã mua hàng để có những khách ở rất là xa xôi, nhưng mà vẫn có thể chuyển khoản trước, có thể là đặt cọc chuyển khoản trước cho mình để mua hàng với mình. Ở Lò Cá Lồng Tháp ở đang đây cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã quan tâm theo dõi và cũng như ủng hộ Lò Cá Lồng Tháp suốt thời gian qua. Hiện tại thì có rất là nhiều quý khách khi mà đặt hàng với mình là nhiều khi là quý khách nhờ mình là có thể là test giùm cho quý khách là chuẩn luôn để quý khách không được test lại nữa, nhưng mà cái này thì nó rất là khó mọi người nha, tại vì là cái lo kéo tùy theo cái cách giặt của mỗi người, tùy theo cái sở thích của mỗi người nó sẽ có cảm nhận chất âm cũng như là nghe và hát nó sẽ khác nhau. Có người thì ví dụ như thích nghe âm cao, ví dụ nghe bass nhiều, có người thích nghe chest, có người thì âm người ta hát thì cái giọng người ta cao, có nhiều khách ra hàng thì cái giọng người ta rất là thấp. Đó nên cái này thì biểu mình chỉnh trước nó rất là khó khăn cho mình, tại vì là mình chỉ chỉnh được ví dụ như mình chỉnh tương đối thôi, chứ còn ví dụ như mình chỉnh sự hài lòng thì nó rất khó khăn. Đó, hôm nay Lo Kéo Lo Phát sẽ làm video này để có thể là hướng dẫn mọi người là tất cả các nút chỉnh, ví dụ như mọi người thích chỉnh như thế nào thì mọi người có thể là chỉnh theo vừa ý của mình nha mọi người nha. Hiện tại ở đây là chiếc loa kéo là 9898 Pro, nó cũng không xa lạ chị với mọi người nữa rồi đúng không? Đó là chiếc loa 5 tấc, 1 bass, 1 chép. Nó cũng đầy đủ cái nút chép, nút chỉnh cơ bản luôn nha mọi người nha. Đó, đây là đầy đủ cái nút chỉnh cơ bản. Ở đây là cái loa này là loa phía dưới này, loa to, loa tròn à, có nghĩa là cái loa bass của loa nha mọi người nha. Còn cái loa ở trên là cái loa chép nè. Chép là tiếng bass, có nghĩa là tiếng đùng đùng của loa nha mọi người nha. Và tiếng bass là tiếng độ trầm của loa, nó tiếng đập mạnh đó, là đùng 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 có nghĩa là bass. Còn tiếng ở trên này tiếng chép chép là tiếng kêu lan can có nghĩa là chép của loa nha. Đó là nhạc nha mọi người. Ở đây mình sẽ chỉ cho mọi người nha. Đây là nút điều chỉnh của loa nha mọi người. Đó, đây là những nút bản bù điều chỉnh tương đối đầy đủ nha mọi người nha. Ở đây là tất cả loa kéo nó đều có volume tổng. Volume tổng có nghĩa là volume to nhỏ của tiếng nhạc nha mọi người nha. Đó, volume tổng là to nhỏ của tiếng nhạc. Ví dụ như mình tăng lên là nhạc to. Đó, quý khách ví dụ như thích nghe nhạc to thì mọi người có thể là tăng volume lên, nghe nhỏ thì mình chỉnh nhỏ lại. Đó, còn đây là tiếng chép của nhạc. Tiếng chép có nghĩa là tiếng âm cao của nhạc nha. Tiếng chép là tiếng âm cao, tiếng lan can lách tách đó. Đó có nghĩa là tiếng lách tách ở trên cái họng chép này mọi người này. Đó, tiếng lách tách đó là tiếng chép của nhạc này. Đó, ví dụ như mọi người thích nghe tiếng chép nhiều, âm cao thì mọi người có thể tăng volume lên. Đó. Còn đây là bass nè, có nghĩa là bass của nhạc là tiếng là có nghĩa là như ví dụ như trong một quán bar hoặc là quán vũ trường á sẽ tiếng bass nó rất là mạnh nha mọi người nha. Đó, bass là tiếng dưới nè. Tiếng có thể là đập đùng 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 á trong những cái bài nhạc ví dụ như design hay là những bài nhạc remix á, tiếng bass nó rất là mạnh đó. Là đùng đùng á là có nghĩa là bass của nhạc nha, là độ trầm nha mọi người. Đó, còn cái này là độ cao của nhạc, đó là độ thanh của nhạc đó, lách tách lan can á là chép của nhạc, còn bass của nhạc là đùng đùng nha mọi người nha. Đó mọi người hiểu, ví dụ như mọi người có cảm nhận nghe bass nhiều thì mọi người tăng bass lên. Ví dụ như mọi người thích chép nhiều, mọi người có thể tính lan can thì mọi người tích chép lên nha. Đó, chứ còn có rất là nhiều cảm quý khách là có rất là nhiều, mỗi người một sở thích như cảm âm khác nhau nha mọi người nha. Đó mọi người chỉnh như vậy nha. Đó, lát mình sẽ để phần mô tả ở bên dưới là những cái nút chỉnh như thế nào, mình sẽ giải thích cho mọi người để mọi người có thể là chỉnh theo vừa ý của mình nha mọi người nha. Đó, Lò Kéo Lo Phát cũng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi đồng hành cũng như ủng hộ Lò Kéo Lo Phát nha. Ở đây là tiếp tục là cái mic, đây là dàn điều chỉnh của mic nha mọi người nha. Ở đây là mic, mic volume là có nghĩa là mic to nhỏ của nhạc nha, to nhỏ của tiếng mic nha mọi người nha. Đó, ví dụ như mọi người ví dụ như giọng mình yếu hay là ví dụ như là mình muốn cái tiếng mic của mình nó lớn lên thì mọi người cứ tăng volume mic lên nha. Đó, mình cứ chỉnh volume mic trước xong rồi bắt đầu mình phải chỉnh đây này nha. Đó, ví dụ như chỉnh nhạc thì mọi người chỉnh volume tổng trước xong rồi bắt đầu chỉnh bass shape. Đó, ví dụ nhạc to nhạc nhỏ mọi người chỉnh trước xong rồi chỉnh tiếng bass tiếng shape của tùy theo sở thích của mình. Đó, còn xuống như này, đây là volume tổng của mic, là mọi người thích mic to, mọi người thích tiếng của mình nó hát to thì mọi người chỉnh tăng volume mic lên. Mic shape có nghĩa là cái độ thanh của mic nha mọi người nha, âm cao của mic nha. Mic shape này những người ví dụ như mình là con gái hay là những người phụ nữ nó sẽ có cái giọng giọng chép, cái giọng thanh của mình nó sẽ cao hơn cái giọng người nam nha mọi người. Giọng người nam là thiên về mic bass là độ trầm nha. Ví dụ như mình là con gái thì mình sẽ chỉnh cái mic chép này vừa phải thôi. Đó, mình tại vì cái giọng mình nó cao sẵn rồi, nên mình chỉnh cái mic chép này vừa phải thôi.
Ở ngược lại mình sẽ chỉnh cái độ trầm, tại vì mình là phụ nữ nên cái âm thanh mic shape là độ thanh của mic nó của mình nó rất là cao rồi, nên mình chỉnh vừa phải thôi. Ngược lại mình sẽ chỉnh cái độ trầm của mic tăng lên một xíu nha. Đó, ngược lại ví dụ như mình là người đàn ông, ví dụ như con trai thì ví dụ như âm mic bass là cái độ trầm của mic là cái giọng của mình nó trầm sẵn rồi, nên mọi người chỉnh mic bass vừa phải. Mình sẽ thiên về cái mic shape là cái độ cao của mic đó để cho nó phù hợp nha mọi người nha. Đó, mọi người nghe mình nói rõ không? Mình sẽ để lại phần mô tả bên dưới cho mọi người có thể tham khảo thêm nha. Đây là ESO. ESO là có nghĩa là tiếng vang của mic nha mọi người nha. ESO tiếng vang, ví dụ như alo nó dài là gọi là tiếng vang. Đó, mình sẽ lấy cái mic mình thử cho mọi người nha luôn nha. Alo. Đó mọi người nghe. Alo. Nó dài ra nha. Alo. Nó dài. Ví dụ như là cái tô nó sẽ ngắn này nha. Alo. Đó, mình tắt cái tô này. Alo. Đó, cái độ dài, cái độ vang là nó bị mất cho mọi người nha. Đó, cứ nghe là echo là độ vang của mic nha. Ví dụ như mình có giọng mình nó cao rồi thì mình có thể chỉnh echo nó vừa phải. Còn ví dụ như là giọng mình nó thấp, nó trầm thì mình có thể tăng echo cho nó dài, cho nó nhẹ lên. Đó, ví dụ như quý khách có nhiều khách nói là sao là mic nó sẽ nặng như vậy á. Mọi người có thể là chỉnh tăng echo lên một xíu nha, cho mic nó nhẹ, tăng volume mic, tăng echo lên một xíu cho nó nhẹ. Đó, còn mic delay là độ dài của tiếng vang nha mọi người nha. Ví dụ như mọi người alo tiếng vang nó dài ra, mọi người muốn dài tiếng vang ra thì mọi người chỉnh cái echo lên nó dài ra nha. Alo 1 2 2 2. Đó, dài tiếng vang của mình ra nha. Đó, ví dụ mic delay là dài của tiếng vang mình ra đó, là mình sẽ có thể chỉnh vừa phải thôi, khoảng 50 được rồi. Ví dụ như giọng yếu mọi người có thể nhích lên một xíu nha. Đó, mic delay có nghĩa là độ dài của tiếng vang của mình nha. Tiếng vang là lúc nãy mình chỉnh echo á là vang dài đó. Và tiếng vang alo phát là vang alo. Đó, nó vang ra đó. Còn delay là độ dài của tiếng vang nha người nha. Đó, còn đây là cái nút này là nó có ghi chữ này mọi người để giùm nè. Chữ GT là guitar, khi mọi người cắm nhạc cụ vô thì mọi người sở hữu ở đây là guitar này. Cái này là volume chỉnh mic có dây này. Cái này là volume chỉnh nhạc cụ nha mọi người nha. Ở đây là volume chỉnh nhạc cụ nha. Đó, ví dụ mà cắm nhạc cụ thì mọi người chỉnh ở đây nha mọi người nha, volume nhạc cụ. Đó, còn đây là cái lỗ sạc này. Đây, ở đây nó sẽ có cái chế độ này là mọi người để ý giúp mình nha. Có rất nhiều khách đang băn khoăn chỗ này nè. Cái này là nút chế độ là xài bình, là mọi người nhớ bấm qua dùm chế độ DC là mình đang xài bình nè. Đó, còn ví dụ như mọi người cắm sạc vô là mọi người nhớ để ở giữa dùm nha. Chữ ốp là tắt nè, mọi người để nó thăng bằng ở giữa nha. Còn khi mọi người cắm điện trực tiếp xài, có nghĩa là mọi người có thể là bấm vô AC là bấm điện cắm điện trực tiếp, mọi người xài là bật qua AC dùm nha. Đó, mọi người lưu ý dùm chỗ này một xíu nha. Còn đây là cái lỗ có thể là câu bình trực tiếp 2V. Đó là đây là một cái bộ điều chỉnh tương đấu của tất cả những dòng loa kéo này, nó đều giống như tương tự như vậy nha mọi người nha. Đó, cọc USB thì mọi người có thể cắm USB vào mọi người xài. Đó, nó rất là tương đối nha mọi người nha. Đó, còn ví dụ như mọi người có những cái dòng loa kéo nó sẽ có nút chỉnh khác, ví dụ như là bên dòng Fusica nó sẽ có cái mic chỉnh là tích hợp reverb nha mọi người nha. Và nó sẽ khác, chẳng hạn như cái con BK518 bên này nó sẽ có chỉnh reverb nè. Đó, chỉnh reverb nè. Đây là chỉ có dòng Fusica mới chỉnh được mic reverb nè. Đó, mic reverb có nghĩa là cái độ hồi âm, cái độ rộng của tiếng vang mà nó, mọi người, tiếng vang mình nó dài là delay là tiếng độ dài của tiếng vang, còn reverb là độ rộng của tiếng vang mà ra đó. Nên mic nó cực kỳ nhẹ luôn. Cái dòng này mic nó rất là nhẹ này. Đó, nó ở đây là chỉ có dòng Fusica mình mới có thể là chỉnh được mic reverb nha mọi người, còn tất cả loa kéo còn lại là mình không có chỉnh reverb nha. Đó, ở đây nó sẽ có những dòng Fusica nó sẽ có hướng dẫn cái bộ điều chỉnh như vậy này, rất là tương đối này. Nó có thể giải thích cho mình tất cả những nút chỉnh này. Lát nữa mình sẽ để ở bên dưới phần mô tả mọi người, nếu mọi người có thể là ví dụ như là người lần đầu chơi loa, hoặc có thể là mọi người đã lần đầu chơi loa mọi người không biết, mọi người có thể là vào phần mô tả bên dưới mình để giải thích cho mọi người tất cả nút chỉnh, mọi người có thể vào đó để tham khảo. Ví dụ như có những rất là nhiều quý khách là có thể là lúc nào chưa khi nào mình sử dụng qua loa kéo là có thể là rất là chập chững, ví dụ như mình chưa hiểu rõ, mọi người có thể là mình sẽ để là mô tả chi tiết bên dưới, mọi người tham khảo bên dưới. Đó, ví dụ như cần hỗ trợ mọi người liên hệ trực tiếp với mình là số điện thoại là 0965 885 716, hoặc thể là các bạn Zalo Facebook mình nha mọi người nha. Đó, mình hy vọng cái video này sẽ giúp được cho nhiều quý khách là có thể là chỉnh cho mình
giọng tiết lo kéo là có giọng hát vừa ý thích của mình nha. Thì còn ví dụ như là biểu hiện mình chỉnh, có thể là người mình chỉnh tương đối thôi, chứ còn mỗi khách nó sẽ có một cái cảm âm khác nhau, mỗi người có một cái cách giọng nó khác nhau, nên mình không có thể chỉnh vừa ý được khách hàng được. Nên mình sẽ làm video này để mình hướng dẫn cho mọi người chỉnh, để mọi người có thể là mình cảm nhận mình hát được có chuẩn hơn, thích hơn, phù hợp với chất giọng của mình hơn. Đó, rất vui được đồng hành cùng quý khách suốt thời gian qua. Rồi nó kéo lo phát xin kết thúc video ở đây. Chúc tất cả mọi người thật nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống và luôn đạt hát được nhiều thành công. Rồi xin chào, hẹn gặp lại.